Ngọc Nguyễn, diễn viên Sầu Anh Thư, diễn viên Kiều Linh, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, diễn viên Quân Khánh, Lý Hậu Mạnh Quỳnh, Anh Phạm, Khả Như, Nguyễn Ân, Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Châu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Mai và chúc mọi người một đêm ngon nhất. I love you. Nếu mà có yêu thích bộ phim thì mình sẽ viết vài dòng review cho bộ phim này và nhớ đừng spoil phim nhé. Dạ, bộ phim đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài bắt lắp cho mình với mọi người nha. Dạ. Mời các anh em vô. Anh đen bầu ơi, anh dễ thương quá. Đen bầu, sao cũng có gì đen bầu. Sao hai đứa dậy? Hai đứa dậy trời. Có gì? Tại vì ác quá vậy chị. Đừng về quá nhiều con quỷ á. Nhiều con quỷ á thiệt á. Trời ơi, hồi nãy lúc mà Đào đánh tôi xong tôi tự vỗ tay. Mà anh có nói dối em không? Trời ơi, sao em bị đánh mà em vỗ tay? Nói là em là ác nhất trong vũ trụ hoàn diện rồi. Không ác hơn em. Tự nhiên mình diễn viên trong phim mà tự nhiên mình thấy quá cũng kỳ ha. Mình bớt lại. Không tự bôi. Chọc gì vậy? Duyên dáng dễ thương. Đó là giờ nói với tàu lòi cái cốt đàn ông và nhiều khi mà thằng Dương nó chia tay Mai không phải là gì đó chị đâu, tại vì biết là Mai là đàn ông. Trời ơi, cốt này nè. Em phải ra ngoài cho thành những cái hồ luôn. Trời ơi. Sao nó thật chị. Chụp đen nó bị tố lắm đó nha. Rất là sai lầm đầu tiên.
ông nữa rồi. Hồi nãy nó nói trước khi nó đi nó nói hay lắm, nó nói nó khóc khóc nữa. Ổn không? Không ổn. Thank you.